Chào các bạn, và hôm nay Mr. Hiếu English sẽ hướng dẫn tiếp tục cho các bạn về bảng IPA, phiên âm quốc tế trong tiếng Anh. Một cái bảng tiếp theo đó là bảng diphthongs, đó là về nguyên âm đôi trong tiếng Anh. Trong nguyên âm đôi thì cái gốc ngày xưa thì nó chỉ có bao nhiêu, có 8 cái nguyên âm đôi như thế này. Nhưng mà một số giáo viên sau này người ta lại cho rằng là cái AU này nè, AU AU này nó thêm âm ơ phía sau đó, AU, thì ta, người ta nói nó là thêm một cái nguyên âm nữa, hoặc là cái này gọi là cái nguyên âm ghép ba chứ không còn là đôi nữa các bạn. Nó thế này là nguyên âm ghép ba, hoặc là chữ you như thế này, thì người ta thêm ba cái thằng này nữa vô thì nó không còn là 8 nữa mà là 11. Thì Hiếu cũng sẽ giới thiệu qua ba cái nguyên âm này ngoài 8 cái nguyên âm chính nha các bạn, chúng ta cùng học nha. Cái nguyên âm ghép đôi này thì nó ghép giữa một cái nguyên, hai cái nguyên âm đơn lại với nhau. Ví dụ như từ e với lại thì bây giờ người ta ghép hai cái âm này lại với nhau thì đó gọi là một cái nguyên âm đôi, diphthongs này các bạn. Và ghép như thế nào thì người có một số giáo viên và người ta giải thích như thế này. Thí dụ một y ở đây, ơ bên này, thì bây giờ người ta kéo âm y kéo qua đụng chữ ơ, y ear, tái ơ là ngưng là được, là đạt là ear, ear. Đó. Khi mà chúng ta đọc các nguyên âm đôi này, khi trong trong chúng ta thấy các nguyên âm đôi này hoặc là cái nguyên âm ghép ba trong phiên âm quốc tế thì chúng ta đọc rõ ra từng chữ nha các bạn. Ear, a, e, a, chứ được, chúng ta đừng đọc a hoặc ear. Đọc như vậy thì nó không có còn chính xác nữa nha các bạn. Chúng ta đọc, mặc dù chúng ta sẽ liếng nhanh và dập nhanh hai cái âm đơn lẻ này trong cách đọc của chúng ta, chứ chúng ta không gộp lại thành A là A nha các bạn. A, A. Và cũng có một số giáo viên người ta sẽ giải thích về cái trường độ của hai cái âm này giữa âm Y và E và E. Thì tầng anh đã nói rằng là cái trường độ dài của E này nó kéo dài khoảng 8 và cái thằng này khoảng 22, cái thằng này 80, thằng này 20. Ví dụ như thế này, E, E nè, chỉ cần kéo từ E đụng E là ngưng, E tới E là ngưng lại được. E, các nguyên âm đôi này thật ra rất là dễ. Quan trọng là chúng ta đọc được các nguyên âm đơn thôi. Các nguyên âm đôi này chỉ cần ghép đôi lại là xong. Nhưng mà khi chúng ta thể hiện các nguyên âm đôi này, khi chúng ta thể hiện các nguyên âm đôi này, tôi muốn lưu ý các bạn rằng chúng ta nên rõ rõ từ ear, ear, chứ không đọc là ear nha các bạn. Ear, a, a, ua, ua, oi, 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 ơ, 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 e, 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 ai, 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 ao, 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 our, our, giống như to power, our, our, power, giống như từ này, our, giống như từ power, 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 hoặc ở đây nha các bạn, giống như từ này như thế này. I, 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 I,
I fire, fire, I fire, I fire. Mình đọc lại nhé các bạn. You, you. You này là người ta nói đó, cái nguyên âm này nó được sử dụng trong từ, trong chữ J này nè các bạn, mà khi nó đặt ở trong giữa từ nhé các bạn. Chút xíu mà khi mình dạy tới cái cách phát âm của các phụ âm, trong đó có chữ J này chúng ta phát âm cái chữ J này chúng ta được phát âm như thế nào, thì nó mình sẽ hướng dẫn các bạn. Trong đó có một trường hợp chữ J được phát âm là cái âm của nó phát ra là you, 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 you. Ví dụ giống như trong từ student, still, still, student, student. Hoặc là đọc phiên âm như thế này thôi, mất không có âm ơ luôn. Student, student, student. Đây, thế này, student. Đây, âm này đây, yêu này. Thì người ta coi nó, cái âm yêu, yêu này, người ta coi nó như là một nguyên âm, mà nó là một nguyên âm đôi nha các bạn. Thật ra cái này cũng hiếm hoi để gặp, nhưng mà vẫn có. Hoặc là giống như từ review, 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 review. Đây, thế này review, ở đây view, view, review, đây, review, đây, review, view. Đây, mình đọc lại nha các bạn. Ear, a, ua, oi, o, l, i, ao, our, I, you, student, review. Rồi, bây giờ mình sẽ cho ví dụ của các nguyên âm đôi ở đây. Thật ra phần nguyên âm đôi này chúng ta học được các nguyên âm đơn thì các nguyên âm đôi này rất là dễ học. Ví dụ ear, ha, ear, ear, here, here, ear, here, here, ha, ear, ha. Ha, ear, here, ear, here, here, here. Hoặc là một từ đồng âm nhé các bạn. Như thế này, phiên âm vẫn vậy, ear, here, chúng ta nghe được. Hoặc là từ nữa là chúng ta lấy đây thôi, ear, 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 ear. Cái từ ear này chúng ta nghe rõ nhất là e, 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 ear, 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 e, ear, e, ear, ear, ear. Hoặc là dear, 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 dear. Hoặc là một từ nữa, không, em ngắn, cơ,
Korea. 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 Rồi, tiếp theo là ví dụ cho âm ua. 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 U ua. Ua, ví dụ như thế này. Ua. Tour. Tourist. Tourist. Tour. Tourist. Tour. Tourist. 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 Hoặc là trong một chữ ua ua. Poor, poor, ua, poor, poor. Hoặc là sure, 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 sure. Sure, sure. Mature, 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 mature. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có air, air. Tiếp theo, tôi sẽ ví dụ cho air. Air, đó là air. 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 Hoặc là khi chúng ta sao air này chúng ta thêm chữ phía sau thì chúng ta sẽ có phía trước chúng ta sẽ có hair. 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 Nha các bạn, hair. Hoặc là như thế này. Hair. Chúng ta thêm chữ she phía trước thì chúng ta sẽ có là air. Chair. 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 Air. Air. Hair. Air. Air. Này, tiếp theo là A. 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 Say, 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 hoặc là wait, 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 hoặc là plane, 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 plane. Đây, plane, nó còn một chữ nữa, đọc y chang, plane, plane. Đây, tiếp theo là oi, 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 oi.
Oi, 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 boy, oi, boy, oi, boy, hoặc là punt. Punt. Oint. Oint. Pont. Oil. Nó được phiên âm như thế này. Oil. Oil. Ồ là gì đây các bạn? Các bạn sẽ thấy rõ được cái ồ của cái chữ L là như thế nào. Oil, oil, ồ, oil, 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 oil. Tiếp theo là ai, 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 hoặc là chúng ta sẽ như thế này. Bye. Hoặc là như thế này. Bye. Bye. Hi. 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 Hai. Đây, tiếp theo là ai? Ô. Ô. Ví dụ như là show. Ô. Show, 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 show. Hoặc là go, go, oh, go, 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 oh, go, oh, go, go, go. À, phiên âm như thế nào? Oh. Show, oh, show, show, show. Ow, ow, ow. Ow. Now. Now. Cow. Chiếc A nào cũng giống nhau các bạn. Ow. Cow. Cow. Now. Hey. Ow. Hour, thầy, hour, hour, các bạn, hour, âm ao, 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 hour, hoặc là từ house, house, house. Rồi, chào các bạn, chào các bạn. Cái phần nguyên âm đôi đến đây là hết. Và Mr. Hiếu chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong phần phụ âm nha. Chào các bạn, Hiếu sẽ ra phần phụ âm sớm để giúp cho các bạn có thể đọc được các từ điển và hiểu được tại sao người bản ngữ lại đọc một từ như vậy, người ta lại phát âm như vậy. Thì mình
từ cái việc phát âm của người ta, mình có thể nhận ra được người ta đang phát âm các nguyên âm nào và kết hợp với các phụ âm nào. Từ đó chúng ta có thể tìm ra được một cái phiên âm cho một cái từ cụ thể. Hoặc là từ một cái từ cụ thể nào đó, chúng ta có thể nhìn vào phiên âm và đọc được chính xác một từ. Đó là ý nghĩa và mục đích của việc học cái bản phiên âm quốc tế IPA này, có thể giúp cho các bạn tự học tiếng Anh ở tại nhà mà không cần phải đến trung tâm hay một cái lớp tiếng Anh nào khác, và chỉ nhờ vào một cái từ điển thì chúng ta có thể phát âm được chính xác một cái từ thông qua cách học cái bản phiên âm quốc tế này. Và nhờ vào một cái dấu nhấn ở trong một cái từ đó thì chúng ta có thể phát âm chính xác được một từ đó. Chào các bạn. Bye bye.